Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và ở tập trước thì mình đã chế tạo được một cái set đồ của Superman. Và với set đồ này khi mà mình mặc full vào á, sẽ cho rất là nhiều cái hiệu ứng tốt nè. Và kèm theo khả năng bay lượn cực kỳ xịn luôn. Mình không cần phải có cánh hay cái gì hết á. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã chỉnh sửa cái pho tượng khổng lồ này một xíu, mang cái giường ở phía dưới á, mang lên trên đây, cũng như là dắt cô bạn gái lên ở luôn rồi. Như vậy thì cô bạn gái của mình sẽ không bị làm phiền bởi mấy con quái vào ban đêm nữa. Bên cạnh đó thì cái dàn máy tính để chế tạo những set đồ siêu anh hùng thì mình cũng đã đem lên cái pho tượng để dễ dàng sử dụng hơn á nha. Và cái khu enchant cũng vậy luôn, mình sẽ để tầng thấp nhất. Và mình cũng đã cho áo giáp này, quần ủng và cây rìu vào đây để sửa lại, cũng như là nâng cấp lên một xíu á. Rồi, và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó chính là chế tạo một ít cái rương để mình để mình có thể chứa đồ, vì mấy cái ba lô này với mấy cái rương đôi nữa thì nó cũng không có to cho lắm á. Rồi, ở nhà thì chắc mình sẽ cởi ra để cho dễ dàng quan sát hơn. Và đầu tiên thì mình cần phải nâng cấp rương lên trước nha. Mình sẽ làm những cái rương kiểu như là sắt này, vàng, kim cương và crystal chẳng hạn. Nhưng mà mình cần phải lấy thêm ít khoáng sản trước. Để coi công thức của cái rương sắt thì mình cần chỉ cần một ít cái phôi sắt ở bên ngoài là được rồi. Để bây giờ thì mình sẽ nâng cấp lên cái rương sắt trước nha. Xem coi cái kích thước của nó có thay đổi nhiều không. Rồi, đầu tiên là rương sắt. Ui, một cái rương sắt thôi là bằng cái rương đôi á. Ok, để bây giờ mình sẽ lấy lại và bắt đầu nâng cấp cho nó lên cái cấp độ vàng nha. Sắt thì mình sẽ bỏ vào trong lại nè. Giờ thì nâng cấp lên cấp độ vàng. Không biết cấp độ vàng nó sẽ to đến mức nào nữa. Test thử. Rồi, với cấp độ vàng thì wow, khác biệt hoàn toàn luôn á. Gần như là thêm một cái rương nhỏ nữa hay sao ấy. Rồi, giờ mới là cấp độ mình thích nhất nè. Đó chính là cấp độ kim cương đó nha. Thủy tinh, đấy nè, mình còn thủy tinh nè. may quá. Và mình cần thêm một ít viên kim cương nữa. Ở đây mình cũng có luôn. Không biết cái này nó bắt buộc mình là phải thủy tinh nhuộm màu hay sao ta. À không, thủy tinh thường vẫn có thể sử dụng được nha. Rồi, mình đã nâng cái rương vàng lên cấp độ kim cương rồi. Và bây giờ thì nó sẽ chứa rất là nhiều đồ luôn. Quá là xịn. Mình nhớ hôm trước mình còn, đây nè, mình còn gỗ nè. Để bây giờ mình sẽ làm thêm một cái rương kim cương giống như vậy nữa. Tại vì khi mà mình đi khám phá lần nào về thì nó cũng sẽ mang rất là nhiều đồ trong người á, mà không có cái để chứa. Thế nên hôm nay mình làm hẳn những cái rương khoáng sản như vậy nè, để cho việc chứa đồ của mình nó diễn ra dễ dàng hơn. Đây, hai cái rương sắt. Kế tiếp là nâng lên cái cấp độ vàng, đặt hai cái rương này vào trong. Và cuối cùng đó chính là cái cấp độ kim cương nha. Và ở đây nó còn có một cấp độ cao cấp hơn, đó chính là hắc diệm thạch hoặc là pha lê á, nhưng mà mình không biết nó có chứa nhiều hơn không nữa hay là chỉ đổi màu thôi. Rồi, tạm thời thì mình đã có thêm hai cái rương kim cương nữa rồi nè. Đó, vậy là mình chứa đồ thả ra luôn nha. Đây, nó còn cái cấp độ đâu rồi ta, nè, cấp độ hắc diệm thạch nè. Cần 1, 2, 3, 4, cần khoảng 8 cái cục hắc diệm thạch đó. Ok, để bây giờ mình sẽ thử xuống dưới và đào một ít cái hắc diệm thạch mang về coi nó có thực sự chứa được nhiều đồ hơn không nha. Cúp của mình bây giờ đã enchant cái dòng hiệu suất rồi đó, nên đào hắc diệm thạch nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà mình sẽ lấy đủ khoảng 8 cục đi, rồi mình sẽ lên trên và chế tạo cái rương nha các bạn. Mình đã đào đủ số hắc diệm thạch để làm một cái rương bằng hắc diệm thạch rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Đó, mặc dù để đừng cho bị dính sát thương kia rơi á. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy một cái rương kim cương cho vào đây nè và nâng cấp nó lên cấp độ hắc diệm thạch. Màu thì mình thấy nó không có đẹp á, nhưng mà không biết nó có chứa nhiều hay không thôi. Ồ, vậy là nó chỉ đổi màu à các bạn ơi. Nhưng mà lỡ nâng cấp một cái lên hắc diệm thạch rồi thì mình sẽ làm thêm một cái cấp độ pha lê đi. Đây, pha lê thì mình cần phải bỏ kính ở xung quanh cái rương kim cương á. Trời ơi, cái này nó chỉ trang trí thôi à. Mình cứ tưởng là sẽ nâng cấp thêm cái kho chứa chứ. Thôi không sao, đây chính là cấp độ pha lê nè. Ở hình như pha lê thì mình có thể nhìn thấy đồ. Đúng rồi, pha lê mình có thể nhìn thấy đồ bên trong nè các bạn. Nó xoay xoay nhìn đẹp cực luôn á.
Wow, hấp dẫn chưa kìa. Thôi tạm thời thì mình đã nâng cấp xong những cái rương rồi. Và một xíu thì mình sẽ mang rương này á, đem lên trên cái pho tượng đó nha. Tại vì hầu hết đồ thì mình sẽ cất ở pho tượng trong thời gian sắp tới đó. Và trong thời gian giữa hai tập, khi mà mình đi lông nhông xung quanh bằng cái bộ giáp Superman, thì mình vô tình đào được những cái khối triệu hồi ra Boss Wither nè. Để bây giờ mình sẽ làm hẳn hai cái xô nước đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ múc nước và tạo ra hai cái quả trứng triệu hồi ra Boss Wither nha. Rồi mình sẽ thử coi coi với sức mạnh của một Superman như mình thì cần bao nhiêu hit để có thể đánh bại được một con Boss Wither nha các bạn. Rồi mình đã có được hai cái quả trứng triệu hồi ra Boss Wither rồi nè. Hôm nay mình cân hai ta. Ui, Superman chắc cân hai thôi. Mình chỉ gặp có hai cái khối triệu hồi ra Boss Wither hả? Phải nhiều hơn thì chắc mình cũng phải mang về á. Coi coi mình còn cái gì có thể mang theo không. Thông thường á, Superman chiến đấu thì người ta dùng tay không à, mà mình thì hơi núp á, cho nên mình sẽ sử dụng thêm cái song kiếm này nhá. Và để tránh trường hợp mà mấy con quái nó phá hủy cái nơi ở xung quanh của mình á, thì mình sẽ đi đến một cái vùng đất khác đi. Và ở đây thì mình có một vài cái tổ kiến nè. Mình sẽ đi đến chỗ của kiến nào đây ta. Kiến đỏ đi, mình nghĩ kiến đỏ sẽ thú vị hơn đó. Tại vì ở đó còn rất là nhiều quái mà mình chưa có thể farm nữa. Và quên mất, nhiệm vụ phụ trong ngày hôm nay của mình đó là tìm thêm những cái vật liệu cần thiết để mình chế tạo ra cây kiếm Big Bertha. Đây, cây kiếm Big Bertha nè, 500 đam lần nha. Và hôm nay mình sẽ cố gắng tìm thêm hai món. Thứ nhất đó chính là cái Green Glue này nè. Và thứ hai đó chính là cây Big Hammer. Cái này thì mình phải farm chứ không có chế tạo được á. Rồi chắc bây giờ mình sẽ triệu hồi một ít con kiến ra nha. Mình không hiểu sao kiến đỏ thì chỉ cắn mình thôi, nhưng mà mấy cái con kiến kiểu giống như máy móc vậy á, nó vô nó ăn hết tường nhà mình nè. Cái nó lấp lại bằng mấy cục đất á, giờ một khỏ trơn rồi. Thì tình nhà mới chưa kịp đưa bạn gái vô ở nữa thì kiến nó nó ăn hết rồi. Ok, giờ mình sẽ đợi một vài cái con kiến đỏ xuất hiện á, rồi mình sẽ bước vào thế giới kiến đỏ để đánh nhau nha các bạn. Trong lúc chờ đợi mấy cái con kiến đỏ xuất hiện á, thì mình sẽ lại đây và chế tạo một vài món đồ cần thiết cho việc đi mai nhá. Mình có nhân giống một ít cái xương rồng ra nè, ở đây còn một ít nữa, và kết hợp với thuốc súng ở đây cũng như là redstone để mình tạo ra những cái giấc mơ của người đào mỏ nhá. Giấc mơ của người đào mỏ công thức là xương rồng, redstone cũng như là thuốc súng đó. Lần này thì mình có tới có năm. chắc mình tại mình hết redstone đó các bạn ơi. Không biết ở dưới cái khu mỏ mình còn redstone không nữa. Hôm trước mình đào, mình khá là lười đào redstone á, lấy có một xíu à. Để bây giờ mình sẽ trở lại. Ui, zombie hả, định làm gì đây? Đùa với Superman. Đùa với Superman là không được đâu nha. Cái này là đây quặng đá đỏ nè. Đó, mình có gia tài á nên việc farm đá đỏ cũng rất là dễ luôn. Cái này là ruby thì giờ mình chưa có cần. Coi coi ở đây còn redstone mà mình chưa đào không nè. Cái này là đây, đá đỏ tiếp. Cứ đào thiệt là nhiều đi để sắp tới mình còn sử dụng lâu dài nữa. Hôm nay mình... ở đây còn kim cương nè. Ui, vậy mà hôm trước mình bỏ sót ta. Nhiều quá tới mức mà bỏ sót luôn á các bạn ơi. Thấy sức mạnh của cái giấc mơ của người đào mỏ chưa? Cực kỳ tốt luôn. Còn đây là... Ui, quên mất. Không nha, không nên đụng vô mấy cái pho tượng này. Lần nào mình đụng vô mấy pho tượng đó lúc nào cũng bị dí quýnh chạy ha, muốn chết luôn á. Nên thôi, tốt nhất là không nên đụng vô đâu. Mấy con đó nó chạy nhanh lắm luôn. Và nãy giờ thì mình đào được khá rồi. Để bây giờ mình sẽ nén nó lại nha. Đây, mình sẽ ấn theo công thức. Cái bàn chế tạo trong đây nó không cho ấn công thức nhanh đấy các bạn ơi. Nên phải gán chế tạo bằng tay thôi. Rồi, giờ thì mình đã có thêm một ít. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây theo công thức như vậy. Vậy là mình đã có được tổng cộng là chỉ mới có 9 cái thôi hả? Thôi kệ đi, 9 cái là cũng khá để mình có thể đi mai rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đặt cái cục này ở đây. Rồi sau đó... Ui trời. Ui, để em thử coi chạy xuyên qua kia được không nhá. Ui, chạy qua không nổi, nhưng mà nó không bị dính lửa đâu. Tại vì khi mà mặc đồ Superman vô á thì mình sẽ kháng luôn cả lửa cơ, nên cứ thoải mái. Và giờ mình sẽ phi một phát lên tiếp trên kia cho bạn xem này. Đi thôi. Pew. Ui hello. Nhanh quá, phanh không kịp. Ấy, con nhện hỗn xược dám quýnh Superman. Rồi, và mình sẽ cất cái sợi chỉ vào trong cái ba lô này, kim cương qua cái rương này. Và mắt nhện thì mình có thể vứt đi. Rồi, nãy giờ thì kiến xuất hiện chưa? Ủa, đây là con gì đấy? Firefly.
Sao lần này xuất hiện nhiều vậy? Ui, dâm bà dám quýnh Superman nè. Superman đi ngang mà con dâm bà dám quýnh các bạn ơi, con đó liều thiệt á. Rồi kiến đỏ đã xuất hiện, coi coi. Nga định cắn. Định cắn mình hả? Qua gì? Ui, hình như mình nhớ nhầm rồi. Hình như... Ui, con khủng long này dám ăn cừu. Rồi. Khủng long nè, dám ăn thịt cừu. Móc kiếm ra chém khủng long luôn. Trời ơi. Ui, cạp hết mấy bé cừu rồi, hình như hồi nãy có một bé cừu hồng hay sao ấy. Đúng không? Cừu hồng hay bé heo vậy? Ui, ăn thịt hết cả đàn cừu luôn á. Thiệt tình cái con đó. Thôi bây giờ mình sẽ cất thịt mấy em cừu vào trong đi, về nhà ăn luôn. Tại vì đây thịt miễn phí mà mình bỏ cũng hơi tiếc á. Hình như mình nhớ nhầm rồi, đây mình phải qua thế giới kiến máy móc cơ. Trời ơi. Đi cũng lộn thế giới nữa. Ở đây có con khủng long nè, để mình tiễn nó luôn đi. Mình thắc mắc không hiểu sao giết khủng long lại rơi ra thịt bò nữa. Khủng long mà rơi ra thịt bò, bó tay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái ổ kiến để trở về nhà và đi qua lại thế giới kiến máy móc nha các bạn. Rồi, mình đã tìm được và trở qua thế giới của mấy con kiến máy móc rồi. Và bên kia có cái gì kìa? Ui, quá trời, em mới rồi luôn. Cơ hội cho mình. Ở đây có mấy con quái vật cày, thôi kệ đi, mấy con đớt nó y xìu à. Và mình sẽ lấy trước. Ý, con này. Hôm trước mình bị mấy con này hù nè. Nó, bây giờ mình one shot nó luôn. Dám đùa với mình, đùa với siêu nhân rùa. Rồi, ở đây có mấy khối emerald á. Ý, con gì á? Ủa, con gì bé xíu mà hung vậy? Bé bé mà sung sung. Trời ơi, có chút xíu hà mà cũng sung dữ ta. Nè nữa. Con terrible, terror gì á. Terrible nè. Còn đó quýnh thì mình sẽ nhặt được cái emerald á. Có vẻ khá là tốt để có thể farm emerald. Hình như cái chỗ spawn. À không, cái đó không phải spawn hơn. Con này dùng cúp đập cũng chết thôi. Tại vì mình đang có sức mạnh của một Superman á. Ây da, ở thế giới này mới lót ra nên nó hơi lát một xíu, các bạn thông cảm giúp mình nha. Ui, nhưng mà sao lại quýnh Superman? Chết rồi. Ôi, Superman mà bị mấy con cỏn con này dí chứ. Buồn ghê luôn á. Rồi kệ đi, giờ mình phải gán lấy hết số emerald này mới được. Để không thôi bỏ ổn á. Đây, lấy về. Không có quýnh Superman trong lúc đào emerald nha không. Bó tay với con đó luôn á. Rồi, lấy hết nè. Quầy, tính ra mấy con này cũng giàu lắm luôn. Trang trí bằng emerald luôn á. Ê, mình nghe tiếng dân làng. Giữ cứu dân làng. Không được quýnh dân làng. Ủa? Không, mấy anh lính. Ê, mấy tên này hình như định cướp hay sao ấy. Ê. Dám vô đèn cướp hả? Dám ăn cướp. Ê. Ủa? Đồ Superman đâu? Ủa chết rồi. Superman bị ăn trộm đồ rồi. Cứu. Ủa chết. Thôi xong rồi, không còn cái gì trong người luôn. Cướp. Ui. Không được ăn trộm đồ Superman. Đi ra. Chết rồi, mình bị. Ui chết rồi, gặp con Nightmare thứ dữ rồi. Đừng. Ây. Ui, sống mình rồi, hồi nãy mình chết ở đâu vậy? Ủa, cái nhà nãy đâu rồi? À, bên đây. Trả đồ cho Superman, trời ơi. Cái bụi trời người ta chế tạo. Giờ vô đây cướp xong bụng bự hết rồi kìa. Tên nào cướp đi trả lại cho người ta đi. Ui, tự nhiên vô nhầm cái. Tưởng đâu nhà của bác dân làng đâu chứ. Có gì nhà của mấy thằng ăn cướp. Cướp bụng bự. Trời ơi, không có cướp đi đập spawner luôn á. Sao giờ? Bó tay luôn rồi, xong rồi. Chiếc này Superman nghĩ về trái đất rồi. Thôi xong rồi. Toàn Superman rồi. Ai ăn cướp trả đồ lại cho Superman đi. Một tên. Trời ơi, Quýnh nãy giờ mới chết con tên thôi. Mấy tên cứ bụng bự này trâu quá à. Quýnh không chết được á.
đánh không xa nữa. Thôi xong rồi. Chết Superman rồi, Superman gặp cướp bụng bự rồi. Dám quấn Superman. À cái ba lô của mình kìa, đây. Có áo giáp Superman rồi. Đó, mạnh hơn xíu. Ở đây. Dám đuổi Superman nè. Này thì mắc kẹt tỉnh người đi luôn. Mắc kẹt nè. Ui, đừng. Ui, mới lượm được vài món cái cướp đồ mình nữa rồi. Mấy con này nó quýnh chúng mình á là nó sẽ tự cướp đồ ấy các bạn ơi. Ui, vậy thì không ổn. Sao ta cái này. À, mình có cách rồi. Hay là bây giờ mình sẽ tự tử đi, rồi tìm một con kiến á. Mình sẽ trở về nhà và lấy mấy cái cây cung của mình. Đó, chỉ có tấn công tầm xa thì mới có thể đánh bại mấy con này thôi. Rồi ok, giờ thì mình sẽ đi tìm những cái con kiến unstable đó để trở về nhà nha các bạn. Chứ giờ là đánh sắp la cà không có lại đâu. Mình đã về tới nhà rồi các bạn ơi, nhưng mà dưới chân mình quá trời mấy con kiến đỏ kìa, nguy hiểm ghê luôn á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một ít cái món đồ ultimate nhá, để tăng khả năng chống chịu lên nè. Mặc ba món thôi tại vì nhà mình không có áo giáp. Và một cây cung ultimate như đây là đủ rồi. Bên cạnh đó thì mình sẽ mặc thêm một cái áo. Nên mặc áo này không ta, xếp đồ đang đẹp chắc mình thôi. Tạm thời thì mình chỉ mặc ba món này thôi nhá. Rồi sau đó mình sẽ lại cái khu vực bên đây để tìm thức ăn á. Đi đâu cũng vậy, phải có thức ăn để duy trì cái sự sống hay không thôi là chết đói á. Và ngoài ra thì mình cần phải mang thêm một cái ba lô nữa cơ. Nhà mình còn hai ba lô này hả ta. Mình không biết có nên đem theo ba lô hay không nữa. Nhưng mà mình nghĩ nên đem đi để cho khả năng nhìn trong bóng tối nè. Rồi tạm thời là ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy thức ăn nữa là trở lại thế giới kia thôi. Nhưng mà kiến thì mình phải triệu hồi ra mấy cái con kiến. Ui Dreamer đâu ra vậy. Ui hên nha. Trời ơi may mà không nổ cái rương của mình. Ủa có nổ rương không? Không, rương obsidian cực kỳ cứng. Reaper nổ cái bên như vậy mà không sao kìa các bạn ơi. Wow, xịn nha. Bây giờ chắc mình coi mình có đồ thịt nào mình sẽ nấu nó lên á. Để một xíu mình có thức ăn và mang theo trên đường đi nha các bạn. Rồi sau đó dịch chuyển lại thế giới kiến robot nha. Ui, dịch chuyển lẹ. Đâu rồi? Cái chỗ nãy mình mới ngỡm đâu rồi. Ây. Ui, chứ bình tĩnh mấy nơi. Ây. Ui, kế tòa tháp hả? Ây. Chạy, em lỡ dại. Ui, con kia nó cũng ăn trộm nữa kìa. Ở đây mấy con quái vật dưới đây xịn quá, nó biết ăn trộm hết trơn á các bạn ơi. Ui, mấy con quái vật này ghê quá. Mới xuống gặp thứ dữ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu dịch chuyển lại chỗ. Đây, cái chỗ này là mình sẽ dịch chuyển lên nóc đi, 80. Trời ơi, dịch chuyển cao quá, té gãy chân rồi. Ok, dịch chuyển lại. Rồi, lần này thì nó an toàn hơn rồi nè. Ăn cướp hả? Hy vọng là đừng có làm mất đồ của mình nha. Đồ Superman các kiểu của mình trọng đó. Rồi, còn cướp không? À, đám cướp vẫn còn. Các người chuẩn bị đi. Đập đúng hai lỗ thôi. Bắn các người đi. Ai dám cướp đồ hả? Cướp. Ê. Ui cướp nữa rồi. Ui mấy tên này trắng lột nhanh vậy. Chưa hết cướp hết đồ mình rồi kìa. Hết áo giáp mình luôn á. Hên thực sự luôn. À có cách. Nhét qua bên đây là không sợ bị cướp nè. Rồi nghỉ cướp nha. May vẫn không cướp cây cung của mình. Rồi ok. Giờ thì chuẩn bị đi mấy tên này. Cướp qua ai? Đó đồ Superman mình gớt rồi kìa. Dám cướp nè. Cứ bắn nghe như súng liên thanh luôn. Đó, có cung ultimate là khác liền. Tại hôm nay mình đi chiến đấu á, mình toàn dùng cận chiến thôi, khá ít dùng cung á, nên quên đem. Hôm nay nhớ ra còn cung ultimate mình vác theo là ha, xịn sò liền. Rồi giờ mình sẽ cố gắng đánh bại càng nhiều càng tốt. Rồi sau đó mình sẽ lấy cây cúp á và đập nốt mấy cái spawner trong này nhá. Cây cúp đâu, mình cần một cây cúp. Không cho nó áp sát. Chưa, từ từ tính lượt các ngươi mà. Làm gì mà vội thế. Ôi mà quên, ăn cho nó bụng trước. Trước khi nó cướp hết đồ ăn của mình. Mấy tên này bụng bự, nhiều khi lại ham ăn á. Bụng bự.
bụng bự nữa còn ăn cướp nữa. Bụng bụng bự nè. Bụng bự. Quay. Đông thiệt sự luôn. Nhưng mà không sao, giờ mình cũng đã tiêu diệt gần hết rồi. Và lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, gặp mấy tên bụng bự này á là chỉ đánh tầm xa thôi, chứ cận chiến kiểu nào mình cũng lỗ hà. Tại mấy tên này đông lắm luôn á. Đây, mình cần tìm vị trí của cây cúp mình lại. Ây ây. Ủa, bên đây có áo giáp nè. Đừng có lại đây mấy tên bụng bự. Ui. Đừng có lại đây nha, mình cần phải tranh thủ lượm đồ các ơi, trước khi mấy món đồ của mình nó despawn á. Lượm đồ, lượm đồ, lượm đồ. Bụng bự, ui. Đánh lén, đánh lén. Không cho cướp đồ, không cho cướp đồ, có cướp chưa? Thì có cướp kim cương rồi. Đập spawner. Một cái. Ê, ui kìa kìa kìa. Các bạn có nó trắng lột đồ kìa. Ui no. Ui mấy tên này lượm đồ nhanh vậy. Không biết hồi mình có mất đồ không nữa. Đừng nha. Món đồ Superman khó chế tạo lắm đấy. Thiệt tên luôn. Á kìa 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 cúp kìa kìa cúp kìa. Rồi rồi lần này đập lẹ đập lẹ đập lẹ. Rồi ok ok còn hai cái cuối cùng. Một cái. Rồi chuẩn bị nghỉ đẻ nè, xong. Các ngươi xong đời với ta. Rồi các quyết định là tới. Chết hết đi mấy tên mập này. Đùa, ăn cướp đồ nè, cướp đồ nè, một tên bắn người hay bay lên hết vách tường luôn. Xong rồi, xong rồi. Wow, mình lên 100 mấy level rồi kìa. Nhiều kinh nghiệm thiệt sự luôn, cùng cái quân. Đây, à, yêu cầu đừng có mất cái set đồ này là mình vui rồi, mấy cái kia mất thì cũng không sao đâu. Ui, con kiến. Kiến nè, đang bực mình mà cũng gặp cùng mấy con kiến nữa. Con kiến chiên phá nhà người ta. Rồi và như vậy thì mình đã dọn xong cái chỗ mấy tên cướp đồ này rồi đó. Rút kinh nghiệm lần sau gặp là mình sẽ dùng hai gậy sấm sét làm cho chỗ này banh luôn. Cái tội gì đâu mà. Ê, cái ba lô mình đâu rồi? Mình có mang theo ba lô mà. Ôi, mình hình như mình mất hết cái ba lô rồi. Mình hai cái ba lô lận. Rồi đặt cái này xuống trước đi, để mình có được khả năng nhìn trong bóng tối lại coi. Mất đồ gì không? Ui, đồ trong ba lô mất hết luôn nè. Ở đây nè, đây nè. Hay là cái ba lô này? Cũng không phải luôn. Ui, xong rồi. Ở đây, đây. Ui, spawn cái mấy tên trộm nữa, đã ghét trộm mà còn spawn cái mấy tên trộm nữa là gì trời. Tuyệt tình luôn á. Nhưng mà sau khi đánh bại mấy tên đó thì mình được rất là nhiều emerald này các bạn ơi. Giờ thì mình có thể nén nó lại thành những cái khói á để mang về và sử dụng. Tại vì có khá là nhiều công thức chế tạo liên quan đến emerald trong cái thế giới Crazy Craft này luôn á, nên mình cứ thu thập về thôi. Ở đây còn một ít nữa nè, để mình nén hết luôn đi. Rồi sau đó mình sẽ loot mấy cái rương còn lại trong cái khu vực này nhá. Đây, được năm mấy khói luôn. Một ít kim cương, đồ ultimate thì mình sẽ để lại. Và giờ mình sẽ bắt đầu loot tiếp nè. Kim cương, hồng ngọc thì chắc mình sẽ lụm. Còn amethyst thì không đâu, tại vì ở nhà mình còn nhiều á. Bên này tiếp tục emerald và một ít cái lọ khoáng sản. Trời ơi, chỗ chỉ có vậy thôi mà làm mình bị quýnh sắp mặt luôn á. Thôi không sao, giờ thì chắc mình sẽ đứng đây và dọn dẹp lại cái kho đồ trước khi lại cái tòa tháp để farm những thứ mà mình cần thiết nha các bạn. Mình đã ngủ được một giấc rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy lại cái ba lô và bắt đầu ra ngoài để đánh con boss Wither các bạn ơi. Mình quên mất nhiệm vụ chính của mình là đánh boss Wither á. Rồi giờ thì đi ra ngoài trước cái nè. Lấy cái này ra coi, cái cúp để bên đây mới đào được. Rồi giờ mình rút kinh nghiệm là để đồ ở trong mấy cái slot phụ và bên trên bầu trời có con Nightmare kìa, nó đang hăm he để đơm mình á. Nhưng mà không sao, mình đã mặc đồ xuyên thùng vô rồi. Là đây, hồi nãy nghe đồn các ngươi bán hành cho ta đúng không? Giờ thì ngon là đây nào. Giờ thì nó lại chạy rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ triệu hồi ra hai con boss Wither nhá. Rồi. Ui, boss Wither trong đây nó không cần chờ đợi luôn, nhào vô quýnh liền hả? Boss. Cái gì? Cái gì? Ui, các bạn coi kìa. Một nhát chém của mình chết luôn con boss Wither. Đục thường thì sao? 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit. Wow. 4 hit đánh thường là
là xong một con boss leader nha. Sức mạnh không thể nào cản phá của một Superman có là thiệt các bạn ơi. Quê gì là mình không ngán với con Nightmare này đâu. Mình chỉ có thể một nhát thôi là con này đi đứt. Đây này, Nightmare với chúng tôi. Đây đây đây. Ô con gì dễ thương vậy. Đang bay nè, dễ thương cực luôn á. Con này có bắt về được không ta? Stinky. Có ăn thịt zombie không? Thịt này không ăn. Chắc lại ăn thịt thịt sống giống như bé rồng rồi. Nè Stinky nữa nè. Ui nhìn đẹp cực luôn, dễ thương cực luôn á. Giờ muốn bắt một em về ghê luôn. Thôi kệ, tạm thời thì mình đã xong nhiệm vụ đi đánh bại boss leader rồi. Và sẵn tiện đây á, thì mình sẽ đào sâu sâu xuống phía dưới coi coi ở thế giới này mình có thể đi mai được không nha các bạn. Đừng nói đầy đất không nha. Đất không là buồn lắm mấy, tại vì mình không có làm xẻng. Hôm ra mình toàn làm cúp. Cái gì, thế giới này nó cạn lắm. Có xíu là hết à. Là mình không thể nào đi mai ở thế giới này các bạn ơi. Mà kệ đi, một xíu qua thế giới kiến đỏ mình đi mai cũng được. Ủa kiến đúng rồi, kiến đỏ thì mình đi mai cũng được. Và bây giờ mình sẽ trở lại cái tòa tháp này, tại vì lúc đầu mình có phát hiện ở đây có một cái tòa tháp nè. Đâu rồi, chưa, để bây giờ cho nó lót map ra xíu nhá, để không thôi các bạn xem bị giật lag nữa. Đây là tòa tháp 1 2 3 4 5 và 6 tầng. Vì tòa tháp 6 tầng lận nha các bạn, và đây có một vài con Nightmare nè. Mình sẽ tranh thủ đập cái spawner của nó trước khi nó xuất hiện. Một hai, không có cái ấy nó hơi khó các bạn ơi, không có hiệu suất á. Rồi và dưới này là ui, mấy con sâu, mấy con sâu, đừng để sâu đụng vô nha, nó sẽ ăn trộm đồ á. À và mình có cái ấy mà quên mất, đây đây đây, gậy sấm sét đập spawner nó mất tiêu luôn. Sâu đâu, lên đây cuckoo. Cuckoo. Ơ sao chết hết à? À không, con đốt con Jun chứ không phải con sâu. Ừ, chết hết con Jun rồi. Rồi và trong đây thì chủ yếu là những cái món đồ Emerald ở tầng trên á. Reminer. Uầy, có cái mình thích luôn chứ. Tuyệt vời tuyệt vời. Nè tiếp tục nữa nè. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đi xuống tầng kế thôi. Vứt những thứ không cần thiết ra đi để cho có thêm không gian và nhặt thêm đồ. Rồi xuống tầng kế nè. Coi tầng kế là tầng... À, khủng long robot mấy con này thì dễ rồi. Dám đùa đùa với Superman nè. Hiện tại mình chưa có những cái thanh kiếm VIP trong cái Crazy Craft nha các bạn. Khi nào mình có thì khỏi phải nói rồi, mình sẽ ha, đánh bại nốt nó luôn. Tại vì giờ mình đang dùng cái kiếm dởm á, mà vẫn có thể đánh mấy con này one shot nè. Đúng là sức mạnh của Superman. Và trong này thì có mấy cái set đồ hồng mà mình đã sưu tập rồi nên thôi mình sẽ không lấy nữa. Còn đây là đồ kinh nghiệm hả? Set này hình như mình chưa có nè. Để bây giờ mình sẽ sưu tầm thêm nhá. Tầng 2 là tầng của mấy cái set đồ kinh nghiệm các bạn ơi. Đồ Emerald tiếp. Ui nó rơi ra nhiều da thiệt sự luôn á. Quá trời da với cả sắt nè. Phía bên ngoài á, nó vẫn còn mấy cái spawner, nhưng mà thôi đi, ở trong đây nó vẫn an toàn hơn á, vì cái tòa tháp này đã được bọc sẵn bằng mấy cái khối bedrock rồi. Những món đồ không cần như là hạt vàng nè mình sẽ vứt vô lại, thịt thối rữa cũng vậy luôn. Rồi giờ thì đi xuống tầng kế nhá, hạt vàng vứt đi, vứt rồi tầng kế nè. Ui gì, đi ra, đi 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 ra, đi đâu chui vô đây vậy? Còn con mon này thiệt tình ở ngoài không mở làm gì, chui vô đây làm gì không biết. Ấy chết chết chết. À, tầng này là tầng của những con Basilisk. Basilisk nè, lấy kiếm Superman. Superman tấn công. Đùa đùa với Superman. Đùa với Superman nè. Superman ra tay nè. Đó, con này nó làm chậm không ơi, con Basilisk này nó sẽ gây ra cho mình hiệu ứng làm chậm á. Mình phải đánh bại nó nhanh để không thôi nó xuất hiện ra nữa. Cung thì bắn nó yếu lắm nên thôi chắc mình sẽ dùng kiếm đi, để kết hợp với sức mạnh Superman đánh cho nó nhanh nhá. Đánh nhanh để đập spawner để không hôn xuất hiện nữa đó. Đây bắn nè, sấm sét. Ấy nó làm chậm cái tầm nhìn mình thu hẹp để khó nhìn quá à. Hết chưa, hình như hết hết, hết spawner đó. Sét đánh vậy mà không nổ hết spawner mình cũng chịu luôn. Rồi và giờ mình sẽ lại đây để cho có góc coi. Ui nó đánh hất tung mình hoài luôn à, mình không dạ chạm vô nó được luôn ấy. Hất tung nè. Ê, 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 ui, hất tung nè, sạch chưa? Ý, sạch bon luôn rồi nè, trong đây hết spawner rồi. Và giờ thì chúng ta cùng nhau nhặt lại đồ thôi. Trong đây thì nó sẽ rơi ra những cái Basilisk Scale, cũng là một trong những thứ dùng để chế tạo cái phần cán kiếm á. Coi còn món đồ nào xịn không?
Đồ anh đây nè, những cái Basilisk Scale nữa nè. Và rất là nhiều Emerald là đằng khác. Mình sẽ vứt bớt mấy cái áo giáp Emerald đi. Để nhặt thêm ít Emerald về á. Kể cả thịt gà nữa. Kỳ thiệt, rõ ràng con Basilisk đó rất giống con rắn, nhưng mà giết xong lại gây ra thịt gà. Bó thầy luôn á. Quả thật là Crazy Crab mà. Đây có kiếm chuột nè. Kiếm con chuột chứ. Bên đây là đồ... Ê! Đồ Tiger, hình như set này mình chưa có. Để bây giờ mình sẽ lấy sưu tầm khoảng một set mang về nhá. Rồi sắp tới khi nào được kha khá đi, rồi mình sẽ treo những cái set đồ lên để trưng bày. Uầy, thật là hấp dẫn đó. Rồi, mình sẽ vứt thêm một cái kiếm này. Và đây là cái rương cuối cùng. Có những cái Swiss Soka hả? À, súng bắn mực. Bắn ra mấy con mực đó nha, rất là xịn luôn. Rồi nhặt vô và mình sẽ cho bớt đồ vô trong cái ba lô đi các bạn ơi, chứ giờ nhiều lắm rồi, mình thấy mang theo cũng không có xuể. Vứt bớt những thứ không cần thiết vô trong. Thịt nè, sao này, rồi tạm thời là ổn. Bây giờ mình sẽ đi xuống một cái tầng khác nữa của cái tòa tháp này, hy vọng tầng này sẽ có cái chỗ lấy mấy quả trứng á, tại vì thông thường chỗ này sẽ có những cái rương chứa quả trứng các bạn ơi, mình có thể mang về, và nhiều khi có cả quả trứng của con quái vật huyền thoại Mobzilla á. Ui ui ui. Ui tưởng đâu Crash game không chứ. Ui ở đây nó nhiều quái quá, thành ra nó hơi giật lát một xíu, các bạn thông cảm giúp mình nhá. Và con này nó có một chiêu hất hay sao á, hất mình phát lên tít trên tầng trên luôn. Hơi sợ thiệt. Mình phải đánh nó nhanh. Và thôi đi, mình sẽ đánh spawner trước. Bể đi. Bể chưa? Sạch chưa? À sạch rồi. nhờ cái gãy sấm sét này mà mình đạp spawner dễ hơn hẳn á mọi người. Khỏi phải chạy lại gần và dùng cúp đạp á. Thích ghê luôn. Sắp tới mình phải gắng tìm thêm mới được. Big Hammer, món đồ mình đang cần nè. Không ngờ tìm mấy cái Big Hammer là dễ như vậy. Mình cứ tưởng cái này phải khó tìm lắm chứ, mà ai dè. Mình đi xíu nhặt được quá trời Big Hammer nè. Mình sẽ nhặt khoảng 2 cái đi, tại vì cái đó thì mình chỉ cần chế tạo một lần là được à. Và đây có những cái Oh my god, don't do it. Cái này là cái gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà cứ lấy về tạm đi. Còn rừng này thì sao? Cái này thì có những cái đuốc hồng ngọc, Ruby thì mình có thể chế tạo nên thôi, mình sẽ không lấy set đó đâu. Rồi tạm thời thì mình đã xong tầng này và cái kho đồ mình lại chật nữa rồi. Chắc vứt bớt đồ kim cương để nhặt thịt quá, tại vì mình cần thức ăn hơn là mấy món đồ kim cương đó. Đây, đi, kim cương trong đây nấu ra được không ta? Không cho nấu rồi, không có công thức nấu các bạn ơi. Nên thôi không có nhặt kim cương về nhá. Ủa, đồ kim cương về nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ đi xuống cái tầng thấp nhất cũng như là tầng cuối cùng hay sao nè. Tiêu diệt mấy cái con zombie bất này. Zombie bất này. Wow. À tầng này thì mấy con zombie bất sẽ rơi ra những cái amethyst đó các bạn ơi. Ôi nó đang nhảy lên để nó đánh mình kìa. Thôi kệ nó, mình sẽ đập spawner trước đi rồi tính gì tính. Đi ra chỗ người ta đang đập spawner nha. Rồi, bể hết chưa nè. Ui vẫn còn kìa. Cố lên. Rồi xong rồi, mình hết. Mình hết cây gậy, mình hết xài được rồi. Ồ, và còn một tầng cuối nữa. Cái này chưa phải tầng cuối, còn một tầng cuối hình như là của những cái con Cat Killer gì đó các bạn ơi. Cố lên, đánh bại tầng này nhanh rồi mình còn đi xuống tầng kế nào. Biết trong đây có mấy cây Thunder Step không ta? À nè. Cái tầng này là tầng có mấy cái quả trứng nè. Wow, vậy là tầng dưới chắc chắn sẽ có đồ xịn á. Tại vì thông thường mấy tòa tháp này có loại hình như là 5 tầng, có loại 6 tầng. Và thường thường 6 tầng sẽ cho đồ rất là xịn. Dám quýnh mình nè. Rồi giờ đánh nhanh rồi chúng ta sẽ đập spawner. Đây. Đập lẻ trước khi nó xuất hiện ra thêm. Đập lẻ. Rồi xong rồi. Các bạn coi kìa. Quá trời amethyst luôn á. Ủa nhưng mà mình không có cái night vision đó ta. Ủa kỳ vậy. Có ba lơ mà không cho nhìn trong bóng đêm kỳ vậy trời. Hay là tại thế giới này mặc định nó là vậy ta. Chắc tại mặc định nó vậy á. Rồi giờ mình sẽ cắt bớt cái khối kim cương này vô trong nè. Quá trời là bích hammer luôn á. Rồi coi trong đây có quả trứng nào xịn xịn không. Mình cần quả trứng màu hơi tối tối, thì nó chính là quả trứng của con Mozilla.
Lisa. Con thằng lăng không cần. Không có rồi. Chỗ này không có spawn ra cái con Mobzilla rồi các bạn ơi. Thôi không sao đâu. Giờ chắc mình sẽ đánh bại thêm con này. Rồi sau đó đi xuống tầng cuối và đánh nốt cái thằng đó luôn nhá. Đây đừng xuống đây. Rồi chuẩn bị chuyển nào. Đây là Caterpillar Killer, đúng rồi. Giống như con Red vậy á. Ồ, cái này chắc có vẻ lát đây. Tại vì đánh bại một con thì nó sẽ hóa thành những cái con bướm á. Nên có gì lát một xíu thì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Mình sẽ đánh nhanh thôi, không có quá lâu đâu. Ui nhưng mà mấy con này nó cũng khỏe dữ lắm luôn. Ôi kìa, nó giăng tơ để nó dễ dàng đánh mình hơn á. Nhưng mà mình biết bay mà. Superman, đừng có đùa nha. Ui nhiều bướm quá. Ê ê ê, đừng 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 nổ máy em mấy anh ơi. Nhiều bướm quá, mình sợ một hồi crash game á. Coi kìa, phòng này toàn bướm thôi. Ây da, chúng tơ nó rồi. Lợi dụng đánh người đang bị dính tơ hả? Dám đánh người đang bị dính tơ, liều thiệt. Dám quýnh người đang bị dính tơ. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nốt con này rồi đạp spawn nữa. Rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Hình như bướm này đánh mình hay sao á. Chết rồi, sao đập đây? Ủa bướm sao đánh mình? Ủa kỳ vậy? Kỳ, lần đầu mình gặp bướm mà đánh người luôn á. Ui nó ra nữa rồi. Không ổn không ổn không ổn. Mình sẽ gán tìm cái này là spawn ra Prince. Ồ, mình chưa biết đây là quả trứng spawn ra con gì nữa. Nhưng mà cứ lấy tạm đi. Ở đây còn vài cái rương nè. Mình không cần đánh hết mấy cũng được. Cần lấy đồ trong rương thôi. Royal Golden Sword. Ê ê, chưa lấy mà. Ui chưa. Bình tĩnh. Ê, đồ mình sắp mưa rồi. Không được ở lâu thêm nữa. Chắc mình phải trở lên thôi. Sửa đồ rồi sau đó quay trở lại các bạn ơi. Đánh với mấy con này không có ẩu được. Mất đồ một phát là mình trắng tay đó. Tạm thời mình sẽ để mấy con đó ở đấy đi. Và tìm một nơi để trở về nhà cất đồ nha các bạn. Mình thấy một thanh kiếm cực kỳ xịn trong đó rồi nha. Được, giờ mình sẽ trở về trước khi quay trở lại nha các bạn. Mình đã trở về nhà và dọn dẹp được một ít đồ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trèo lên trên nữa để ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ đi xuống dưới cũng như là sửa lại cái set đồ mình đang mặc nha. Nãy giờ chiến đấu nó hỏng hơi bị nhiều á. Nè, cái áo giáp gần hư mất tiêu rồi. Ủa? Rõ ràng mình đã enchant rồi mà. Vậy là mấy cái tên cướp á, không chỉ trộm đồ mà trộm luôn cả cái dòng enchant bên trong món đồ luôn. Mấy tên cướp kỳ cục kẹo à. Kỳ thiệt á. Thôi không sao, giờ mình chăm ba mấy cấp độ nên enchant lại cũng dễ thôi. Đầu tiên mình sẽ enchant cho nó bảo vệ. Kế tiếp là... Thôi enchant trước đi. Ui tốn nhiều vậy ta, không bị phá vỡ nè. Cần hai dòng này chính và sửa lại cái. Một nỗi cái áo không mà gần hết kinh nghiệm mình rồi. Mắc lắm luôn á. Đây, sửa lại một cái nè. Tại vì nó đang bị hỏng nhiều các người nên sửa lại hơi tốn á. Này không bị phá vỡ hai thôi. Rồi sửa lại. Hết kinh nghiệm rồi. Thôi kệ không sao đâu, dù sao thì nó cũng đã được sửa. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại đây cũng như là ẩn vào cái con kiến nha. Đâu rồi con kiến đâu? Đứng lại con kiến. Đừng có đi nha. Đâu rồi? Ủa nãy mới thấy con kiến đâu mà ta. Kiến ơi. Ôi con kiến đi mất tiêu rồi. Ok để bây giờ mình sẽ tìm lại con kiến hồi nãy nha. Nó đi lạc rồi các bạn ơi. Rồi mình đã trở lại rồi đây. Và lần này mình gặp mấy con quái gì nè. Rô tay to hả? Rô tay to. Tay to với chúng tôi này. Mình chưa đánh con quái này lần nào. Mình sẽ đánh nó để lấy thêm đồ. Đưa đồ ra đây, đưa đồ ra đây. Người cái gì nào? Ui con đó giống thủy tinh vậy, quýnh nghe con luôn á. Kìa. Wow, Crystal Energy. Quay xịn đấy, nhưng mà thôi. Tạm thời thì đi tiếp trở lại cái tòa tháp để lấy đồ thôi nào. Tòa tháp đây kế bên luôn. Rồi, tầng thấp nhất, đừng vô. Bên nào? Đây, bên đây. Đi xuống lẹ. Không thôi, là nó xuất hiện thêm á, mấy con đó nó phiền lắm. Rồi, chuẩn bị chuyển thôi các bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nè, sắp tới rồi. Xuất hiện. Chưa. Còn không phải, còn dưới nữa. Rồi, tranh thủ. Ủa, nó ra rồi kìa. Lẹ. Đi ra mấy con này. Này thì Caterpillar Killer. Rồi. Đập spawner. Ây da. Ui, không có đập được.
Thôi kệ, giờ dùng cách này thôi. Úi, đồ gì kìa? Uầy, đồ xịn, đồ xịn, đồ xịn, đồ, đồ win. Và một cái nương cuối cùng. Oh no. Cái này thế giới gì đây? Hình như thế giới bướm mà. Uầy. Ai chết chết chết, Basilic. Ai. Ui chết rồi, mình ấn nhầm vô con bướm qua thế giới bướm rồi. Mình còn một thanh kiếm mình chưa lấy nữa. Trời ơi. Tôi còn một cái nữa mà không cho tôi lấy nốt luôn. Khổ ghê luôn á, ở đây có gì đây, robot hả? Robot mà dám chống với Superman cơ hả? Ui đằng này có con gì? À đây là con Phượng Hoàng nè. Phượng Hoàng hello. Hello. Wow. Giờ mình quan sát Phượng Hoàng luôn. Quá dữ quá dữ. Trời ơi, chỉ chôm được set đồ thôi à, chưa lấy thanh kiếm nữa. Mình còn thanh kiếm hồi nãy mình thấy 700 mấy đam lận á. Ồ, mà giờ đang bị lạc ở thế giới này, tìm con bướm để về rồi. Đây mà không có bướm một cái chắc mình toang luôn á. Mình muốn chơi về nhà kìa. Ê, 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 đi từ từ thôi, Superman đi nhanh lắm á các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho các bạn xem max speed của Superman trên mặt đất là như thế nào nhá. Cỡ cỡ The Flash thôi. Ui. Đường trường thì được nhưng mà nhảy dốc vác là chậm lại liền à. Thôi tạm thời thì đi tìm bướm thôi nào. Ôi, chưa bao giờ mình thấy cần con bướm đến như vậy luôn á. Lần này thì toang rồi. Không biết có bướm ở đây không ta? Đây là thế giới bướm mà, sao lại không có con bướm nó trơn vậy? Có ông này. Ông hả? Đầu game dám chích mình đúng không? Giờ mình vẫn còn nhớ mối thù này mà. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đầu game chích ai? Dám chích mình à? Giờ mình cà khịa lại liền. Ui, đây có Caterpillar nè. Ồ, ở thế giới bướm mà cũng có con này nữa hả? Dám làm càn nữa đi. À, mình giết con này ra bướm nè đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cơ hội, cơ hội. Cơ hội. Về, 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 về. Cho ta về, cho ta về. Về thôi. Bắt đầu bướm nè. Ôi, à, nó rơi gì đây? Caterpillar sao? À, cái này dùng để làm cái lưỡi kiếm. Rồi, bướm, bướm, cho ta về nào. Bay chậm thôi, bay chậm thôi, bướm ơi. Bướm bay nhanh quá, không cho về luôn á. Bướm nè. À, mà quên. Phải tay không mới được. Trời ơi, nãy giờ tay cầm cái này sao mà vô thế giới bướm được. Ủa, vậy quay về nhà được. Rồi, về. Về thôi. Đứng lại con bướm. Này thì bướm nè. Rồi, mình đã trở về. Và nó đã đưa mình đến chỗ nào đây? À, đưa mình lại ngôi làng hả? Thôi, không ở làng chơi đâu, về nhà vui hơn. Rồi, và tạm thời cây kiếm á, thì mình sẽ để dưới cái tòa tháp đó đi. Rồi, trong thời gian sắp tới thì mình sẽ quay trở lại để lấy thanh kiếm đó và tìm một tòa tháp xịn hơn để săn tiếp một thanh kiếm giống như vậy nữa nha. Vì mình thích sở hữu hai cây trong một lúc cơ. Định nô lén hay gì? Con này nữa. Định nô lén hay gì? Thấy cái lỗ bên đây không? Đó, các người gây ra không đấy? Dám nô lén người ta ha. Mất hình trộm đất rồi. Bo tay luôn á. Ở đây có một ít cái món đồ ruby nhưng mà ok, chắc tạm thời mình sẽ cất vô rương đi. Vì mấy cái rương này á, mình đang chứa mấy cái đồ mình sưu tầm nè, chẳng hạn như set đồ của nữ hoàng, The Queen là nữ hoàng á các bạn ơi. Rồi tạm thời thì mình sẽ thử mặc set đồ này vô coi coi có nó có quyền năng đặc biệt gì không nhá. Nón nè. Xịn thật sự, nhưng mà set này không có bay giống như Superman được. Ừ, nhìn cũng bình thường à. Hồi thích Superman hơn. Các bạn cũng có thích Superman không? Chứ mình là thích Superman nhất á. Vừa bay được nè, vừa mạnh nè. Và rất là nhiều hiệu ứng tốt kèm theo nữa chứ. Nó quá trời luôn nè. Nó ngần ngại gì mà không mặc đúng không? Rồi và tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã đánh bại hai con boss Raider. Một con thì chỉ với một hit bằng cái cặp kiếm Nightmare. Còn một con thì mình đục bốn phát cũng lăn đùng ra chết rồi. Cũng như á, mình đã đi đánh bại một cái tòa tháp và mang về được một set đồ nữ hoàng gì nè. Rồi sắp tới thì mình sẽ cường hóa nó để mặc thử xem như thế nào nhá. Còn những cái Dream Miner á, thì mình đang cất vô cái ba lô đeo trên người. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ qua thế giới khác để đào thử coi coi có những loại khoáng sản nào xịn không để mình mang về và tiếp tục chế tạo những set đồ siêu anh hùng cực kỳ tốt nữa nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Thank you.
Thank you.